Thầm lắm mọi người ơi. Wow. Ui trời. Đây, món cá hấp truyền thống. Wow. Thơm lắm. Lúc khó không? Rồi, bỏ lên gì á. Rồi mẹ đầu tiên chắc được qua chè cá luôn. Xin chào mọi người, hôm nay cũng như mọi ngày mình sẽ đi thăm vườn. Đây là khu vườn gần nhà mình, xung quanh thì người ta chăn bò, người ta thả bò. Đó. Bên kia có một cái ao, chút nữa mình sẽ kiếm cái lưới gì đó, mình sẽ kéo là mình bắt cá gì đó. Đây là mình. Nắng lắm mọi người. Đây là người ruộng. Yeah. Rồi mình sẽ đi vô đây mình review có cái gì. Hay cho mọi người xem. Ở quê mình thì chủ yếu là người ta trồng nhiều là trái điều đó mọi người. À, cái điều á giờ mới ra bông thôi nên không có thể nào đưa cho mọi người. Trái điều ăn còn ngon à. Đây mình đây có một cái chòi nhỏ nhỏ đó. Rồi. Trái này mày nó đùi canh chua thì khỏi bàn. À, chua lắm. Như là lá chua này. Nó rất là ngon. Đây. Mình bước thử một trái nha mọi người. À. Nó già rồi. Dạ rồi. Hụt măng thôi. Cái trái chua này mọi người cắn thử miếng à. Chua lắm. Cái này mà nấu canh chua chắc cũng bài luôn. Quá chua. Cái này mà nấu cho mình nấu cá hay gì á mọi người. Chua lắm. Chua nó đã lắm. Nấu nói chung mà nấu cá là cực kỳ ngon. Mấy chút nữa là mấy ba mình cho mấy dượng có làm món này không, nhưng mà làm món này thì ngon lắm. À, giờ mình sẽ đi tới cái bào, có một cái hồ nhỏ ở gần cái ruộng, mình sẽ kéo lưới thêm có cá để làm ẩm thực không nha mọi người. Mọi người đợi xíu nha, giờ mình đang đi. Rồi mọi người, ở bên kia đã tới rồi. Đó, bên kia đó, ba mình mày ông dượng hai có ông bạn nè đang đi chặt mấy cây để làm lưới kéo cá. Đây thì có cái vườn hoa nè, vườn hoa người ta trồng này. Vườn hoa với trồng bắp. Đấy. Rau luôn ngay ruộng nè. Quá yên bình. Ui rau này hoa quá trời. Hoa này ta bán cho người Tết, người đô la nè. Đấy, bắp quá trời. Đấy, xa xa thì mọi người đang chuẩn bị lưới để kéo cá. Tụi mình đi gần gần lại qua cho mọi người xem ha. Rồi tất cả khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Lâu à, cách từng bước mà đi. Đó mình ghi chi vậy?
tức là hai là rồi. Nghe đây ngày rồi lắm. Ngày rồi. Lợp nào? Lợp xong. Hê. Thế rồi. Ngày rồi đâu à? À, cây này cây là cây ngày rồi. Quá trời luôn. Ta nói này cũng là cái thuốc đó mọi người. Đây. Ông hai đặt được cái gùi, cái cây trước khi trả bà mình. Còn bạn mình thì đứng dưới kia giám sát địa hình. Bây giờ là mình sẽ cắm lưới ở đây thì ta sẽ vô ta lùa. Ông hai đi trước, bạn mình còn bơi nữa, nước bây giờ lùa cá, lùa cá kiểu truyền thống. Hai cái lưới nằm hướng này nha mọi người. Đây, cái lưới này hai cây ngang qua. Giờ đây mình bắt đầu mình lùa, phải lùa cá. Đây. Thì có hai người lùa ở đây. Được xa ổ gì chứ. Cái sạc. Nấm mọc phạt nấm hơi nấm hổ. Nấm bố lại đồ. Khi mà người ta kéo lưới á, ta sẽ kéo qua kéo lại vậy khoảng chừng mấy chục lần á, cái lồng tông với cái sạc đó mọi người. Đó, xong người ta về người ta làm, người ta có thể người ta làm mắm. Đó. Mình thì không có nhiệm vụ gì nhiều, đi lấy nước. Cái nước cho mấy anh mấy chú rồi ba mình với ông hai. Mang có mấy chai nước à, hôm nay đi vội quá không có mang nước. Mang có một chai ăn biết đủ cho ba người uống không. Chắc người hơi lên một khúc thôi. Ở về quê thì có những cái đơn giản vậy cũng rất là vui. Wow, quá trời cá luôn rồi, làm thêm mấy mẹ đây là được. Thì đoạn thời gian bắt hết cá, bây giờ là buộc lưới trở về. Đây là giai đoạn lựa cá. Đây. Đây rồi. Đây là bên nào? Đây, đây đang lựa với cái sạc chế caro ở chung. Tép với lồng cá lồng tông ở bên đó. Sau thời gian làm cá sạch sẽ thì mình bắt đầu chiên cá nha mọi người. Đây là cá sặc, mình đã chiên một chảo to. Đấy, cá sặc thì chiên giòn mà chấm nước mắm thì khỏi phải bàn nữa. Ngon lắm, khi mình chiên giòn lên chấm nước mắm cuốn với rau rồi, trời ơi nó ngon. Mê ly. Đây là các gia vị để chuẩn bị cho ướp cá lòng tông nha mọi người. Hai cá lòng tông làm sạch sẽ xong rồi mình sẽ ướp các hương vị mình có sẵn như rau, ngò, thơm, xả, ớt. Đấy,
ướp trong vòng 15-20 phút gì đó, tùy theo mọi người. Ướp càng lâu thì gia vị càng thấm nhé. Chúng ta sẽ có thể thưởng thức rất là ngon. Đấy, quan trọng là cái hương vị đó mọi người. Đấy, giờ là bấm xào bấm mất nè. Đây 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 đây. Đấy, bấm đều nhuyễn. Đấy. Xong rồi người ta sẽ bỏ vô nồi. Đó, ướp vô đấy. Đây, những thành phần để ướp cho mùi vị nó thơm hơn. Đây đây là giai đoạn để quan trọng nhất. Giai đoạn làm món truyền thống nha mọi người. À, những nguyên liệu để chuẩn bị. Nay sẽ là một món thức đặc biệt nấu kiểu người Mã, nấu theo kiểu truyền thống. Đây là gia vị ngọt ngọt nêm ngọt. Đây là tiêu rắc vô. Thì mọi người, đây là giai đoạn bỏ gia vị nêm nếm nè. Ba mình sẽ bỏ gia vị mà nêm nếm để có một món ẩm thực thật là ngon cho cái ngày hôm nay. Đấy, và mình sẽ lắc đấy. Lắc cho nó đều hương vị. Rồi đây là giai đoạn để mình gói lại cá bằng lá chuối nha mọi người. Gói đều nha anh. Rồi gói xong rồi ta sẽ mang lên lửa nha. Rồi chúng ta sẽ nướng về khoảng 30 đến 40 phút. Chúng ta sẽ lật đều, đuổi đều luôn để cá có thể chín đều. Rất là ngon nha mọi người. Đấy. Đây đây là mấy bánh tét còn sót của những ngày Tết mà mẹ đã để lại. Đấy, mẹ lấy ra và mang ra về để cả nhà cùng ăn bữa cơm cuối tuần thật là vui vẻ và thật là vui. Sau 40 phút nướng thì cá đã chín. Bây giờ ba đã vớt ra và lật lên lật xuống kiểm tra coi cá đã chín tới chưa. Và nói cá đã chín tới rồi, bây giờ chúng ta có thể bỏ lên dĩa và thưởng thức thôi. Và mang vô trong. Đây, cái món đặc biệt nhất ngày hôm nay đó là cái món này. Đấy. Cái món truyền thống của biết bao nhiêu thế hệ để lại sau những mùa kéo cá vào mùa này. Đấy. Cả một quá trình để tạo nên một cái hương vị rất là thơm và ngon. Khi đi xa quê hương thì lúc nào cũng nhớ cái món này hết mọi người. Món này gắn liền với tuổi thơ của mình. Nên lúc nào nó cũng trong thân tâm mình cũng nhớ được cái hương vị đó. Khi cho dù xa quê đi đâu nữa mình vẫn thích cái món này. Rất là ngon. Đây, món cá hấp truyền thống. Wow, thơm lắm. Lúc khó không? Rồi, bỏ lên gì á. Sẽ lấy một cái dĩa để đựng. Đấy, nhìn ngon người. Ui trời. Lá chuối ướp vô rồi tôi thơm lừng luôn á. Rồi đặt cái dĩa. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ mang lên trên và thưởng thức. Mọi thứ giờ đã sẵn sàng, cá đã chín và chúng ta đã mang lên mâm. Đấy, hai mâm cá hôm nay là thành quả của ba với ông hai với mình. Ba sẽ là người đầu tiên tiên phong hướng dẫn cho mình thưởng thức. Đấy. Đô. Ông hai sẽ cuốn một miếng món cá hấp này. Cá hấp lá chuối kiểu truyền thống.
Đó, đứa ăn không yêu chị vậy mấy đứa. Rồi trong buổi tiệc Tết ta dùng bàn tay chấm nước mắm mê. Mắm mê. Bấm đầu bớt. Rất là ngon. Đây đây con cá sặc. Cá sặc chiên giòn. Cá sặc ngon lắm, mỡ gói ăn đã. Rồi thảm cá. Đây mình sẽ cố một miếng, mình sẽ thưởng thức coi như thế nào. Rất là ngon, ngon lắm, ngon lắm mọi người. Có lâm mơ nè, tăng mùi lên, thơm nữa. Quá ngon. Thôi mình sẽ thức đây và hẹn các người vào tập tiếp theo nha. Bye bye.